bagus. Telo na. Làm cái gì không? Đang làm gì đấy? Trời ơi, trời đang làm một cái đống cát kem. Đây họ đang làm gì đây? Trèo lên cao đây xem thích. Ô, đây có cái ô tô này. Ô tô rách nha. Ô tô chở máy múc nên là bẩn nha. Chở máy gạt máy múc. Cái to mà thùng lại nhỏ ấy nhờ. Ô, đèn này. Đèn rách rồi. Đứng đằng hai cái đèn đây. Eo. Còn đứng ở đâu bà coi. Đứng trước xe cô nhìn đây coi. Quay đây, chỉ ô tô này. Mặt chỉ đây. Mặt quay ra đây chứ. Xe máy của đây này. Rồi. Mở bằng lái máy gạt đó. Anh đào đây xem nào. Ê, ê, ê. Nó đào được không? Đây là xe lu. Lu đi tới đi lui. Xe đây. Ô mắt su. Làm được ai? Đoạn đây đây à? Có làm ra đường mòn không? Có làm ra đường mòn không? À đang đây.
Nhìn chú gà này hạ cẩn này. Thấy chưa? Giống em cái mấy gà có con không? Phải đào, phải giữ cẩn, giữ ép. Đó. Phải ép được cái gầu á, cúi cúi xuống á. Ô xe lu. Đấy, chờ máy gạt. Con quay lên chỉ máy, chỉ tay máy gạt cơ. Bạn quay đây. Rồi. Đúng đất rồi nhờ. Mòn Hồ Chí Minh cho em. Không có đoạn đây này. À đoạn đây. Đoạn nào dân nữa mới làm nhỉ? Bên đây nữa. Đi chơi tí quay dân quay mấy múc mấy lù tí mà bận lắm, mà đi học về chứ. Chứ gặp chú làm ở đâu ấy nhỉ? Chú em làm ở đâu ấy nhỉ? À đào móng này. Năm ngoái. Ơi. À, 2 triệu đưa chú Dũng gửi về chỗ nhà đông ông họ đó. Thế còn 3 triệu cho hai cháu. Học hành. Thôi thì lâu lắm rồi, cháu này đầu học hành nhé. Chạy xuống rồi nhá. À, bảo với chú nó cho anh cái. À, rồi. Thôi có gì đâu. Cái có nhiều nữa cho nhiều. Rồi, ok em nhá. Chào em. Cái của anh đang quay đó là có ghi được không anh? Cái gì á? Có chứ, vừa quay vừa ghi mà máy thể thao á, máy hành trình á. Con vừa đồ không, máy quay hành trình thôi. Quay cái đội mà đi phượt, nó này đeo trên đầu đó. Đi phượt rồi đội mà mình quay các cái phim hành động, hôm nay quay ở góc xe. Nhiều tiền không? Anh mua các phụ kiện đeo nó khoảng 10 triệu, thầy nhớ. Thầy nhớ mất hơn triệu thầy nhớ. 128 ghi. Mấy cái máy hơn ta, nay có GoPro 9 à.